cần bình luận viên không ấy? Trung mới quay. Thì thời gian đầu như thế mà. Thời gian đầu thì nó khó. Rất lắm. Nhưng mà những cái mà học được nó không đúng hoàn toàn đâu. Mình cứ tự điều chỉnh. Tự theo dõi thì điều chỉnh. Thực hiện. Ê, đừng đi qua này, đang quay. Quay cái... có nước rồi. Oh!
gì thế? Văng vọt ở đây này.